Với người đang bảo quả quá của gia hình môn tại 18 tỉnh, giết hại 3.000 đệ tử của ta, ngươi thật là quá ác rồi. Ưng Trảo và gia tinh gã cả trăm năm qua không đội trời chung, hôm nay gia tinh môn bại, trọng tài của thượng quan giật quân ta xem như là ý trời. Triệu Vỗ Tài là trưởng môn của gia hình môn, ta quyết đấu trận sinh tử với người, chính người cũng biết hôm nay gia hình môn cũng có thể so với Ưng Trảo của người. Ta vì tạ tội trước sư tổ ta đã tạm gác chuyện sắp chết qua một bên. Cho dù hôm nay ta phải chết, nhưng vẫn có người thừa kế. Người không diệt được gia hình môn đâu. Ta biết vẫn còn sư bá người Bạch Trường Thiên và con trai Triệu Tề Chi. Phải. Một ngày sư bá ta còn sống, gia hình môn sẽ không tiêu diệt được, nhất định sẽ đồng sơn tái phát. Tài giết người trước rồi tích kiệm với Bạch Trường sau. Làm trí đà mù, tôi không tìm được bác ấy đâu. Bạch Trường Thiên. Hai vị đi thông thả, cảm ơn. Thank you.
con muỗi kia, đừng đốt ta đó nha. Nếu không, ta cho bọn mày biết tay đấy. Chết chưa? Chính tên lão gia này, thiếu tiền cả tháng này, không chịu trả. Có chuyện gì từ từ nói rồi, không phải giận dữ như vậy. Cậu cháu một trận, hắn không có chịu trả tiền. Đừng, 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 đại ca, vài ngày sau tôi sẽ trả mà. Có cần phải hung dữ như vậy không? Không có gì cả, Cường. Cậu xem trong chảo của hắn có tiền không? Trong đó là rắn đó. Rắn, rắn. Rắn. Đuổi theo hắn. Bắt lấy hắn. Chạy đâu cho thoát? Bọn mày hỗn láo lắm. Đồ ăn cơm hấp. Cậu kia coi như là bể tô của ta đấy. Giò heo có ngon không? Đừng đấy. Răng của tôi. Đập hết. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Một tô, hai tô. Đây chỉ là hai tô, ba miếng đó. Một tô, một miếng. Một tô, một miếng. Đã giết chết người. Về dao á, người muốn giết ta sao? Là ai nó rồi? Đừng đá chị thôi. Xin lỗi, xin lỗi. Đứng lại. Chuyện gì vậy? Ta lỡ già đó ăn xong không trả tiền, còn thả rắn cắn tôi nữa. Rắn ư? Tôi lo lại giúp anh nha. Đồ khốn kiếp.
Đừng. Tôi chết đi thôi. Ta cho mày biết tay. Lau cho sạch. Tôi bị đụng trúng đầu rồi. Sau này làm người khôn ngoan một chút, nghe rõ chưa? Chủ quán đã đi vắng, do tôi và Lý sư phụ trông chừng. Hôm nay tôi dạy các cậu bộ Long Hổ Quyền. Sau khi học bộ quyền này, có thể chống lại cái nhục cười. Nói phép phải, cho nên phải đóng học phí đúng ngày. Tôi và Lý sư phụ chỉ đáo vài chiều cho các cậu xem. Long hình, hổ hình. Lắm, cười như vậy. Buồn cười lắm sao? Buồn cười lắm sao? Trung sư, giả phố, cậu ra đây mau. Đến ngay. Sư phụ đang dạy chuyện. Đến đi. Đứng hả? Khẩu quyết của Long Hổ Quyền là nhắm chính xác và chắc đòn. Xem đây, chiều này có tên là Kim Long Thiến Trảo. Đỡ là đỡ phần trên, phần dưới sẽ đỡ hở. Mẹ la trước rồi. Giỏi thật đó. Giỏi cái gì? Chiều thứ hai có tên là Ngã Hổ Tầm Dương. Đánh thẳng vào tôi, không phải tay này mà là tay kia. Lại lộ rồi. Tôi có kêu cậu đỡ đâu. Giỏi quá. Giỏi chứ gì. Hôm nay chỉ dạy mấy chiêu này thôi, các cậu tự luyện lấy đi. Tự luyện đi. Có cần tôi tha thuốc cho đại dùng cậu không? Không cần. À,
Ngồi đây ngủ một giấc cho đã. Tôi đưa con đến thăm ông. Ông cháu mời dùng trà. Ông cháu, ông thật mà có phước. Ông có mấy chục tiệm cầm đồ, tiệm gà và tiệm học tại huyện này. Con của ông đầu dầu mặt phấn, nhìn thì biết ngay là dân nhà giàu. Không, là có phước. Nếu không học vài ba chữ, sau này sẽ kiệt sức vì đến tiền đó. Phải, chị quán chủ, ông nói đúng chính vì vậy. Cho nên tôi mới đưa con đến đây để học võ. Vậy là ông tìm đúng chỗ rồi. Tôi hiện nay tứ thủy này không lớn, nhưng không ít võ quán. Võ quán hành y của chúng tôi tự nhận xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất. Vậy sao? Tại sao tôi không nghe nói vậy? Châu thiếu gia, cậu nhìn xem. Chị quá chủ, tôi thấy người ta chàng gạch ghê gớm lắm. Chẳng hay đệ tử của ông có làm được không? Chuyện đó quá đơn giản. Lương sư phụ, biểu diễn chàng gạch cho cậu ấy xem. Được, mang gạch ra đây. Sau đây cậu nhà sẽ theo lương sư phụ học được nhiều thứ. Khoan đã, chờ một lát. Có chạp nổi không? Được, không vấn đề gì. Chắc khá ngô, tôi xin phép. Có giỏi không? Quả gì dành bất hư truyền, quá khen quá khen. Đệ tử lớn của tôi còn giỏi hơn nhiều đó. Cậu ấy là tỉnh đệ vừa giải quyền vương, đi tỉnh rồi. Giỏi vậy sao? Tất nhiên rồi. Quý à, ý còn thế nào? Chơi, còn phải theo sư phụ đó học nghe. Ngày mai tôi sẽ đưa cháu đến bái sư. Được được, chúng tôi xin phép nha. Đưa sư phụ ra đây, tiễn khách. Ông cháu đi về nè, đến ngay. Ngày mai nhớ đưa cậu ấy đến. Tôi sẽ gọi giờ lành để đưa con đến. Ông cháu, ông về đó hả? Được sư phụ, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Thì ra tay con mấy vị sinh to như vậy à? Còn không học đâu. Chúng ta đến học thái võ quán xem sao. Đi đi đi. Ốc cháu, đuổi theo. Ốc cháu. Vô đi. Hèn gì bị mất phòng vụ làm ăn lớn. Thì ra bị tên ăn mày thì ngồi đây hãm phạt. Đuổi hắn đi. Rõ. Cô làm như vậy, cô làm như vậy. Tên hãm tài kia, ai chăng qua đây. Xin lỗi, tôi đi ngay mà. Cả bọn thành viên ăn hết bộ ông cụ không biết chục sao? Hắn khổng láo quá vậy. Là người của ai? Hắn đó hả? Là người của võ quán Hồng Thái. Người của võ quán Hồng Thái à? Chả hắn ăn đòn đi chứ. Nó không sao chứ.
Tại sao lại đánh vào chỗ đau của tôi vậy? Đánh nó đi, tôi có giỏi không? Lưng của tôi. Thưa huynh đệ, nghe đây, hãy nên mặt chúa mà dừng tay. Dừng tay, chúng ta thoát vào lên. Đừng đuổi theo mà. Tại sao vậy? Chú nói người ta đánh mặt phải của ông. Ông cho họ đánh luôn mặt trái. Tôi cho cậu hay, tôi sẽ đánh vào mặt trái của cậu. Ông đánh tôi thật sao? Chú ơi, hạ sát anh. Mà bác qua bên kia. Cậu không sao chứ? Không sao, tôi quen rồi. Quen rồi. Bác à, đây là cửa sau của vợ bác Hồng Thái. Mời bác vô dùng trà. Đi, đừng ngại gì cả. Đây là giếng trời phía sau võ quán. Còn học trò tập võ ở phía trước sân. Đây là phòng của tôi ở trong đây, bác mèo. Bác ơi, con mèo này do cháu nuôi. Bác mèo, cho bác đi. Nãy chờ bác rồi đó. Bác cứ ngồi chơi tự nhiên. Bác uống trà đi, cảm ơn. Tại sao bác không uống? Tôi không quen uống nóng. Vậy để tôi đổi trái cụi cho bác. Được. Ông Trương, đi chợ về à? Phải. Bác ơi, đây là đầu bếp mới của vợ quán. Anh ấy nấu ngon lắm đó. Cậu không cần quảng cáo giùm tôi. Bác đây là... là bà con cùng quê với tôi. Ông Trương, tôi chưa ăn cơm đó. Tôi đã dành cho cậu rồi, xuống bếp để ăn đi. Tôi phải ra tiếp khách đây. Ông Châu, không phải tôi nói phép đó nha. Sau khi tiến bộ đến võ quán này, đệ tử của tôi đánh lộn chưa từng thua. Lý sư phụ, ông đáng khen lắm. Là thật hay là giả đây? Đệ tử của bộ quá hình y đi tham gia giải quyền vương liên tỉnh đó nha. Bộ quá này có không? Chuyện đó không có gì là lạ. Họ phải người đi dự thi thôi mà. Làm sao sao biết học quán chủ của chúng tôi được? Ông ấy vì làm giám khảo đó. Học quá chủ đưa làm giám khảo, cho võ còn phải cao lắm đó. Chị đó đâu cần phải nói. Vậy ông chặt được mấy cục gạch? Chặt gạch ư? Đó là do dân gian hồ mãi võ biểu diễn thôi. Còn chúng tôi dạy võ còn thật thụ. Cậu Châu à, cậu có thân hình võ thuật bẩm sinh. Cậu mà tập võ đó nha, lại tiến bộ nhanh hơn nhiều. Học rất thật chứ. Tất nhiên rồi. Ông Trương, cô gọi Nhãn Phúc ra đây cho tôi. Dạ. Mời ông dùng trà. Cậu tên gì vậy? Tôi, từ tên Nhãn Phúc.
Cậu họ Giảng á? Không, tôi là trẻ mồ côi, được quán chủ đưa về đi. Họ nói tôi đầu óc đơn giản, nhưng mà có phúc. Do đó đặt tên tôi là Giả Phúc. Cậu bác tên gì? Tôi á. Giả Phúc. Lý sư phụ gọi cậu đó. Bác cứ ngồi chơi, cứ ra ngoài một lát, cháu sẽ quay lại ngay. Bác ngồi chơi cháu nha. Đây là đại thiếu gia của Kim Sơn Điền Trang. Cậu ấy mới theo học hơn một tháng thôi, nhưng cũng khá giỏi rồi đó. Lý sư phụ, cậu này to con như vậy, chưa chắc là đối thủ của cậu ấy. Giả Phúc, tội đó với hẹn mọi vài chiều cho họ thưởng thức. Nhớ đường tay đó nha. Ráng lên, bắt đầu đi. Ông cứ chờ xem. Được. Giỏi lắm, đánh tiếp đi. Anh giúp anh đâu hả? Anh giúp anh đâu hả? Có lý sư phụ ở đây, anh giúp nó tôi. Đánh đi, đánh đi. Giỏi lắm. Dừng tay. Đủ rồi. Dạ phố, cô uống thuốc trật giả đi. Một viên đủ rồi. Ba ơi, con phải học lại học võ đây. Dạ phố, cậu sao vậy? Tôi không sao. Tôi đoán không làm. Chắc cậu vừa mới đánh lộn với người ta đó. Tôi không có đánh lộn với người ta, mà là bác ơi, tại bác không biết đó thôi. Cậu ấy là bao cát cho Hồng Thái võ quán đó. Bao cát? Phải. Thì thật cũng bị Lý sư phụ gọi ra ngoài đánh cho một trận. Được cái tô của tôi không? Và đây, tôi dám chắc cậu không giật được.
Mặt mèo. Tả cúc hữu loan, tiền cổ hậu chi, thủ túc tịnh dụng, lũ mã phân tu, như phong bá lữ, đề bộ, tiền phong, đắc lực cúc thất, phiên thân tuần hoàn. Ý là sao vậy? Tả cúc hữu loan, tiền cổ hậu chi, thủ túc tịnh dụng. Thì ra bác ấy chạy tên bộ pháp để né đòn. Tôi tập thử xem sao. Để ăn cơm đi. Làm ơn, làm phước. Tất cả hãy tin Thượng Đế Chúa Giêsu cứu thế, tin Chúa sẽ được sống mãi. Làm ơn, làm phước, bố thí cho tôi vài đồng đi. Bởi sáng sớm đã có người xin tiền rồi. Ông tưởng đây là chỗ từ thiện hay sao? Không có, đi đi. Tại sao lại có người hung dữ như vậy? Bà là người có tội, chỉ được tình Chúa, không được cúng hình nộm. Hả?
Thằng Tây kia, tội ăn chay trưa. Vệ bảo má tự có tội. Chúa Giê-xu phái tôi đến cứu bà. Cứu tôi ư? Tội chọc băng đòn thì có. Xéo đi, xéo đi. Ông giám đốc tôi là người có tội. Cảm ơn, bà ở thì sẽ gặp lại. Tình Chúa sẽ được sống mãi. Chúa là Chúa cứu thế của loài người. Tình Chúa sẽ được cứu người. Tại nhà không? Tại sao lại nói sớm quá vậy? Bà cụ, bà nên tin Chúa. Chúa sẽ chuộc tội cho bà, giúp bà được vui mãi. Vui ư, cậu vào đây vui đi. Tôi có rất nhiều cô đào để chờ cậu đó. Có gì phải mắc cỡ, cậu vào đây mau. Xuân Hoa, Xuân Quyệt, Xuân Thủy, Sam biết Tết nè. Vô đi. Cậu vui vẻ đi. Thế nào, ông bỏ đi ư? Ông không phải đến đây để tìm chị Tê Chi sao? Chị Tê Chi nào? Tôi vô xin an thôi. Tội nghiệp cho ông. Tôi sẽ bố thí cho ông. Bạch Trường Thiên, ông còn giá vỡ. Ý sư phụ, mời cô. Tôi đến xem con tôi luyện tập đến đâu. Con của ông quá là thiên tài. Chỉ tốn có một ngày để học bộ lòng hổ quyền, thẳng lưng, chắc tấn, ra đòn cho có lực. Tương lai sau đây, khó mà lường trước được. Vậy sao?
Con đánh với người ta có thắng không? Đâu có ai đánh với con đâu. Con muốn đối với người ta chứ gì, dễ thôi. Dạ Phúc, cậu qua đây. Dạ Phúc, qua tới cậu Quý vài chiêu đi. Cậu biết rồi chứ gì, cẩn thận đó. Cậu Quý, cậu giá đường đòn đó nha, anh chịu không đổi đâu. Bắt đầu. Mời. Phá khô. Ông cháu, ông thấy cậu Quý cười chưa? Phải phải. Vậy con trai tôi như vậy, kéo đi. Quý sư phụ. Quý, chúng ta đi về. Chúng ta đừng học ở đây nữa. Đến Hoàng Uyên Võ. Ông cháu, ông kêu tôi giải thích đã. Dạ Phú, cậu giỏi lắm, cậu làm cho tôi mất khách. Biết tay chưa? Hôm nay bỏ đói cậu. Ta bị người ta đánh lén. Vậy sao?
Thì tôi đưa bác về võ quán. Dạ Phúc, đừng. Cậu đưa tôi đến một chỗ hẻo lánh. Bác Hai. Bác Hai. Ông chủ, chuyện về gì đã sống tại đây? Cậu có điều tra hắn bỏ đi được bao lâu không? Một tháng. Bạch Trường Thiên bị thương. Nếu hắn không chết, nhất định sẽ đi tìm chuyện về gì. Nhất định phải để lại manh mối. Dạ. Tranh tuy cũ, nhưng chữ viết mới lên. Để muốn biết tôi ở đâu, cứ đến Bọc Lại Tiên Cảnh mà tìm. Có thấy khỏe hơn không? Tôi khỏe nhiều rồi. Không sao đâu. Như vậy là tốt rồi. Mấy ngày qua tôi lo cho bác lắm. Tôi lấy thuốc cho bác uống nha. Bác Hai, bác cứ uống ngay cho khỏe người. Dạ Phúc, mấy ngày qua vất vả cho cậu lắm. Ba đừng nói vậy. Bác quên rồi sao? Chúng ta là bạn thân kia mà. Lần trước bác từng giúp tôi dạy tôi bộ pháp bé đòn kia mà. Thế nào, có hiệu quả không? Hiệu quả thì có. Nhưng chọc giận đức sư phụ đều mới đánh cho một trận. Dạ Phúc, cậu muốn học võ không? Tất nhiên là muốn. Biết võ không sợ bị người ta giết. Nhưng cậu phải hứa với tôi ba điều kiện. Đừng nói là ba điều, 100 điều cũng được. Thứ nhất, không được gọi tôi bằng sư phụ. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta là bạn thân. Thứ hai, không được tự ý sử dụng võ công mà tôi dạy cho cậu. Được, còn nữa không? Còn nữa. Nếu cậu thấy tôi đánh nhau với người khác, tôi không được ra tay giúp tôi. Bà nói sao vậy? Nếu bác không đánh lại người ta, tôi cũng không tay đứng nhìn hay sao? Tôi chỉ, tôi đồng ý không? Thôi được, vậy tôi hứa với bác. Vậy mấy ngày bác công việc cho tôi. Tà hình quyền.
Mặt mèo, chủ nhân của cậu không biết đi đâu cả ngày trời. Tội nghiệp cho cậu, sắp chết đói rồi kìa. Đi sư phụ, tôi làm cực lắm đó. Tật chết đi thôi. Phụ, ốc cẩn thận đó. Và lúc nào tôi không cẩn thận. Tôi đã kêu ông cẩn thận kia mà. Ông có bị đau lắm không? Tôi không cần được đâu.
Kẻ là to ra, giải thích hợp thế vẫn có thể gây sự. Hợp đây tôi lấy được danh làm quyền vương liên tỉnh. Tất cả mọi võ quán trong huyện đều đến chúc mừng vì sự hồng thái võ pháp, thật không biết nể mặt quyền vương liên tỉnh. Cho nên tôi đến đây cho các người một bài học. Người đến đây gây sự chứ gì? Phải, ai ra đây trước? Tôi không biết nể mặt người khác. À, nói gông cuộc. Hôm nay để tôi. Phải, giao cho Lý sư phụ cho người một bài học. Điều này Lý sư phụ là người đức cao trọng vọng, cho nên tôi phải nhường cho ông. Cậu đừng khách sáo. Dưới trường hợp này, hợp thường tôi không ra tay đâu. Cậu cứ tự nhiên. Ông cứ tự nhiên. Mời cậu, mời ông. Mời cậu, mời ông. Thôi được. Hai người cùng lên một lúc đi. Ở bên trên, đá chứ. Cậu đánh lực, tôi đánh lực, chính xác. Đất không ai phía. Điều này là đánh cực trước, đánh lần sau. Tôi chấp ông hai tay. Mày là thám chắc rồi. Mẹ ơi. Quyền vương liên tỉnh, đúng là có khác. Chúng ta qua hình y võ khóa học đi. Cửa rồi, đi chỗ khác học đi. Hồng quân chi? Hồng quán chủ, Hồng quán chủ. Hồng quán chủ, hôm nay ở không quá vậy, con cần gì học trò sao? Chủ quán, nếu Hồng ở không thì đến đây dạy, Hồng bổ đến thời giáo vài chiêu.
Ông bá chủ, chồng hiểu lầm rồi. Ông quân chưa? Để ra tiền ngủ vậy đó. Đệ tử của ông tự nguyện đến đây, không phải ép buộc họ đâu. Từ lúc tôi đi bắt, các người đến gây sự. Nhìn đệ tử của tôi, vậy mà còn chối hay sao? Nếu ông có bản lĩnh, thì cứ dẫn họ về đó. Làm phiền trì chủ quá để mặt, chỉ bảo vài chiều. Thì ra hôm nay không có chủ đến giành lại sĩ diện. Tôi sẽ tiếp ông. Mời. Chẳng có, trách qua một bên. Hoa gô, sư phụ. Tự ông cừ lắm, thì ra chỉ có vậy thôi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ để con được rồi. Sư huynh tôi đó. Hồng quán chủ, Hồng quán chủ, chuyện này do tôi gây ra, nên do tôi sẽ tay giải quyết. Hồng quán chủ, nó lợi hại lắm, cẩn thận đó. Tránh ra. Thì ra là cậu quyền vương liên tỉnh ư? Không dám. Bất luận với hoàn cảnh gì, cậu cũng không được sử dụng xa hình quyền tôi dạy cho cậu. Mày chán sống chứ gì? Đừng đến gần tôi không biết đánh đâu. Không biết đánh thì ăn đòn đi. Đừng. Đủ thời gian, tao không để ý cho ngươi đâu. Không ngờ mày cũng có nghề đó. Võ của ngươi là võ gì? Mày xem ra đây, chuyện này gọi là đường lan sức độc. Chuyện này gọi là linh xà bố trận. Đường lan bộ thì độc xà tại hậu. Giải phúc, ông yên tâm đi. Giải phúc ra tay, không thể xem thường được.
Tôi đã nói tôi không đánh kia mà. Trói tay trói chân chứ gì. Tuy người biết võ công nhưng tấn không được võ. Mới đánh có vài chiêu đã té ngào xuống đất rồi. Đánh đến nỗi phải lấy cô sao? Đánh sao? Ta là rác lục đó. Điều này là lùa cỏ tìm rắn. Sư phụ, chúng ta đi. Chẹo phút giỏi lắm, chúng ta đến học thái võ quán không? Giữ họ lại. Dạng Phúc, tôi có chuyện phải đi ngay. Tôi để lại cuốn bí kíp của Sa Hành Quyền, còn phải tự luyện tập. Đừng bỏ phế đó, vài ngày sau tôi sẽ trở lại. Có chuyện chứ. Bác Hai. Bác Hai. Bác Hai. Bà ấy đi đâu vậy? Bingo. Ông Lai. Cậu kia, tôi đến tìm ông Bạch biết không? Tôi... Phải. Tôi cũng đến tìm ông ấy đây. Ông đến tìm bác ấy ư? Vậy ông là gì của bác ấy? Và cậu thì sao? Tôi là... Là sư phụ của cậu chứ gì? Vậy cậu nên gọi tôi bằng sư thúc. Ông là sư đệ của bác ấy ư? Phải, tôi không tin. Cậu không tin ư? Linh xà ngạn thủ. Độc xà lan lộ. Sư phụ tôi dạy giống thì có giống, nhưng có dùng được không? Cậu cũng càng nắp chứ. Cậu qua thử đi. Thử. Thử đi thử. Ha!
Sư thúc, sư thúc, cậu học xà hình quyền cũng khá đấy, nhưng còn non kinh nghiệm lắm. Sư thúc, có chân. Phục không? Tôi phải đánh cho cậu phục. Tại sao tôi phải phục không? Xem tôi đây. Cậu phục chưa? Xem tôi đây. Tôi trốn. Lại là chưa cũ hả? Tôi đẻ. Tôi để ông là sư phụ, cho nên mới đưa tay thôi. Đợt này, tôi không đưa tay đâu. Lùa cỏ tìm trắng. Còn sáng nay trốn kỹ lắm phải không? Đây là chiều lên xà thủ châu, không làm gì được tôi đâu. Sư thúc, đau quá sư thúc. Sư thúc, tại sao chiêu đào cũng bị ông khống chế vậy? Tôi chịu rồi, nếu không tôi đâu còn là sư thúc của cậu. Tại sao chưa có ông khác với sư phụ vậy? Tại sư phụ cậu chưa dạy hết cho cậu. Vậy ông dạy tôi nha. Tôi phải hỏi ý sư phụ của cậu mới được. Ông ấy đâu? Mới đi khỏi nơi rồi. Đi khỏi rồi. Đi đâu vậy? Tôi không biết. Nhưng mấy nói sẽ trở về. Lúc nào mấy mới trở về? Ông ấy không nói. Hay là vậy, khi đạo mấy về, tôi báo cho ông biết. Được. Nhưng đừng cho ông mấy biết, tôi đã đến đây. Cậu lén báo cho tôi biết, cho ông mấy bộ sự ngạc nhiên. Được, được, được. Không lý nào, kiểu lấy sư thúc lại lợi hại sư phụ sao? Bí kíp đâu rồi? Mặt mèo chứ không ai khác.
哭了。giỏi thật đó. Ha, mày xem mặt vèo đá ghê đó. Lý dùng say thì bỏ pha mì mau. Lý cho dầu cháo. Không ngờ tay của cậu lại bị như vậy. Ta hình quyền phối hợp với miêu trảo chịu tay chi thượng quan thượng quan trưởng môn quả nhiên tính toán như thần. Bạch Trường Thiên, Mộc Lai Thiên Cảnh ở phía trước, nhưng ông không đến đó được. Đây là chỗ chôn ông và chịu tay chi. Tiêu Kính, tên đầu dầu bằng phấn kìa, người muốn đánh lấy ta ư? Đừng nằm mơ. Đừng đóng tách như vậy, dễ bị đứt gương máu lắm. Quỳ xuống, cúi xuống, đứng dậy. Người cũng ngoan lắm chứ. Bác đi đâu một mình vậy? Tôi có công chuyện, bác không nói cho tôi nghe, tôi nhớ bác lắm đó. Tôi cũng vậy. Phố Hòa, bàn trà mời bác hai đi. Đến ngay. Cảm ơn. Wow, nóng quá. Mời bác. Bác hai, thật gì bác đi vắng có một người đến tìm bác. Ai vậy? Bác quen gì đó? Tôi quen.
Từ ra người đó là ai? Bác vội chơi, tôi đi một lát rồi về ngay. Chú Thúc, tôi đã đi tìm ông đó. Bác Hải đã trở về rồi. Tôi đưa ông đi gặp bác ấy. Đi. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Bà ấy đang ở phía sau. Tôi giấu không cho bác ấy biết. Nhanh lên. Bác Hải. Bác Hải. Bác Hải. Vừa rồi còn ngồi đây kia mà. Bác Hai, bác Hai, giờ tôi mới. Truyền giáo sĩ. Tôi không phải là truyền giáo sĩ gì cả. Tôi là đệ nhất cao thủ tại gia. Ông nói sao? Còn thiên gia hư. Thượng quan chữ môn mời tôi đến đây để tiêu diệt ta hình môn các người. Ông ấy lợi hại, lợi dụng người để dụ Bạch Trường. Hôm nay hai thầy trò người chết không có chỗ chôn thầy. Ông nói gì tôi không hiểu. Chiếc cửa đã chặt cục cưng. Trường Thiên, tự dậy chốt nữa. Người có cắn cũng không thoát được đâu. Thượng quan giật vật. Người đừng tưởng người tự sáng làm ra bộ quyền ưng trảo tam xà thủ thì có thể tung hành thiên hạ. Hai phái hương xà ân oán cả trăm năm qua, hôm nay phải kết liễu thôi. Từ đây về sau trên đời sẽ không còn xà hình môn. Cho dù hôm nay ba Trường Thiên này phải chết,
Cũng phải lôi ngươi đi theo. Được, hôm nay ta đưa con lão xà như ngươi về châu chơi. Giữa khúc hôm nay ta phải lấy mật rắn của người. Bây giờ ngươi không còn là rắn nữa, chỉ là con lươn thôi. Cậu bay cục đá đụng đồ. Ông giam hiểm thận, giả sư thúc của tôi. Xin nữa, tôi đã gây ra tai họa. Thì ra ông muốn giết chết sư phụ tôi. Cậu dám chế nhạo ta sao? Tôi sẽ giết cả con rắn con như cậu. Thượng quan Nhật Vân, cậu ấy không phải là đệ tử của tôi. Tôi không được làm hại cậu ấy. Phải, tôi không phải là đệ tử của ông ấy, nhưng ấy là sư phụ của tôi. Tôi không cần biết cậu là ai. Những ngày từng học ra hình quyền đều phải chết. Đau tận gốc, tróc tận rễ. Đau tận gốc, tróc tận rễ. Sư phụ, hắn nói láo đó. Giảng phúc, cậu ác phong, cậu không phải là đối thủ của hắn đâu. Sư phụ, con không thể bỏ sư phụ ở lại đây một mình. Hắn nhiều mưu mẹo lắm đó. Cậu đã hơi nhiều đấy. Để tôi dỗ hết răng của cậu ra. Ông dỗ răng của tôi. Tôi bứt hết rồi không? Theo như tôi biết, ta hình quyền đâu có mấy chiêu lại như vậy. Mau chảo! Miêu trảo! Fire! Fire!
Cảm phục. Chạy phúc, cậu giỏi thật đó. Lưu Châu. Ốc trước. Tại sao ông biết chúng tôi đây? Không ngờ võ công của cậu lại giỏi như vậy. Cậu học chúng ta vậy? Tại sao tôi không biết? Sư phụ dạy tôi đó. Giỏi lắm, giỏi lắm. Cậu hãy bình tĩnh, có sư phụ đây. Là người đừng vội mừng. Ta cho các người uống thuốc độc. Lưỡi viên lo cho chuyên trường độc sản. Trời đây các người sẽ phát độc mà chết. Độc phát sinh mồm. Các người có biết ta là ai không? Độc ưng trong ưng trả mồm đó. Ngươi. Cũng may sư phụ tôi không uống trà nóng. Ta bàn đổ rồi. Dạ phúc, còn giỏi lắm. Còn biết phối hợp ta hình truyền và biên trảo để khắc phục ừng trảo không? Những cái tên xà hình biêu trảo nghe không hay. Sư phụ đặt tên cho nó đi. Chúng ta đặt tên cho đó là xà hình điêu thủ. Được, cứ đặt tên là xà hình điêu thủ.